Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Lê Quý Bonsai nha. Thì hôm nay cũng tới ngày mà làm bông cho hoa giấy á cô chú, cho kịp 30/4 á cô chú. Thì hôm nay con cũng hướng dẫn cô chú cách làm bông luôn cô chú. Thì trước khi làm bông thì cô chú hai phân nha, hai phân cắt tàn nha, cắt tàn giống như trên video con đang quay nè. Đó, cô chú nhấp cái tàn sao mà cho nó tròn nó đều là đẹp là được nha cô chú. Đó, còn cái tàn đơn giản vậy đi, còn cái bầu phong thì cô chú cứ móc ra giống như trên video này cô chú, móc hết luôn. Đó, mình thay chắc chồng luôn nha cô chú, tại rễ nó ăn hết rồi, hết chắc rồi, mình phải thay chắc chồng luôn. Đó, thay chắc chồng. Cô chú rễ năng nè, kín mít bầu ở trên cô chú, nhổ lên cái là nguyên y luôn nè cô chú. Đó, không có tốn gì trống luôn đó. Rồi mình gọt cái lớp kia mình bỏ đó, mình đừng có sợ nha cô chú, mình cứ gọt thoải mái đi. Tuy nó sẽ héo nha, héo lá nhưng mà vài bữa này nó sẽ tỉnh lại ha cô chú, không sao hết. Rồi mình thay chắc chồng mới mà, thì mình gọt gì nếu mà mình trồng lên gì tầm 5 bữa nữa mình đổ kích rễ nha cô chú. Đổ kích rễ nha, cho nó ấm tứ 5 bữa đi đổ kích rễ nó. Này chắc 5 bữa đổ kích rễ được ha. Ừ, 5 bữa được. Khoảng 5 bữa. Thì lô cây này hôm nay con cũng có đăng bán đó cô chú, bán lô á, mà cô chú điện cũng quá trời luôn mà chưa có chốt được. Thì hôm nay thôi con thay phân luôn. Thay phân luôn làm 30/4, làm bông 30/4 cô chú. Nói cô chú thấy rễ không? Chẳng giờ điêu chứ. Tại con làm lâu lắm mà, con làm cái năm mấy rồi đó cô chú. Nó rễ nó rất là nhiều. Gọt hết luôn. Không còn gì hết. Rồi. Đó. Rồi mình sẽ đổ chất chồng vô nha cô chú. Đó, chất chồng mới thì chất chồng nó gồm có sơ dừa, chấu và phân gom nha cô chú. Tỷ lệ sơ dừa thì 2, phân gom cũng 2 luôn, chấu 1 nha cô chú. Giống như là 2:1 là tức là 2 bao phân gom là 2 bao sơ dừa và 1 bao chấu nha cô chú. Cây to lắm cô chú ơi, không phải nhỏ đâu. Mà bán có kêu giá con củ mấy à. Củ mấy cây à, con củ mốt à. Củ mốt cây mà không ai chốt hết trơn á, dần cây con lên nè. Cô chú thấy đi. Tại con muốn bán hết, con làm lại cô chú. Tuy lỗ chứ không có lời đâu cô chú. Bán lỗ chứ đâu có bán lời đâu. Phải lời thì nó nói gì mà nó đâu có xả. Mà này là con lỗ rồi chú, cô chú. Nên con phải muốn bán hết rồi mình làm lại á. Làm lại cái khác. Đó, cô chú mua về nó rất là dễ luôn. Cái này về mình chỉ thay phân thay bọng thôi. Đó, giống như đợt trước là con bán là gì cô chú chỉ thay phân thay bọng thôi là cô chú nó sẽ tàn, nó sẽ mau rồi. Còn cô chú mua phôi về cô chú ghép nó cũng ra hết nhiêu rồi. Đó, cũng đâu có rẻ đâu mà kiếm dần cây giống như con, thật sự không có đâu cô chú ơi, ít lắm. Đó, con cuôn tàn là hết vậy đó cô chú, cuôn lại gọn lại luôn. Thì bữa nó sao phúng ra rất là nhiều rồi cô chú, chứ không phải nhìn vậy nó ít bữa nữa nó sẽ héo lá nha cô chú, nó héo lá luôn nhưng mà nó không sao hết. Vậy bữa là nó tỉnh lại cái là lá nó thực nó phúng ra cái là còn đẹp hơn mà cây cam bắt ban đầu nữa cô chú. Đó. Đây chuẩn bị nha, ngoài trước thì con chúng hai hết nè, thì con cũng mới cây sáng nè, cây tàn hết luôn cô chú. Gió quá gió rồi, trên đây nó cao quá đó, gió quá gió nè, tàn rất là đẹp cô chú. Nhìn vậy đó, tuy nó không có lá nhưng mà nó thì nó không có lá nha, nhưng mà tàn nó rất là ấm nha, tại con cây nhiều cây rồi nó rất là ấm, còn do đẹp, rất là đẹp luôn. Bữa hổm nó bự lắm cô chú thấy không, bữa hổm nó chà bá luôn nhưng mà con cây là hết rồi, này nó gọn hơn ha, hành tán dù á. Thì bữa hổm cũng có bà chị kia bà lại mới mua cặp con giấy nè, thật sự là nói chung là con cũng không muốn bán cô chú ơi, tại vì bông nó thưa gà hơ quá,
rồi mình bán rồi người ra nó vì đứa nó bị sung muối đó, rồi bán rồi thấy không ưng quá thôi con không muốn bán luôn, con bạn ra không à, tao mua mua cây mà con cứ việc con bạn ra không cô chú. Rồi đáng ra là tàng nó đẹp hơn tàng này nè cô chú, nó dây là tàng bự hơn cái cây tàng này luôn, nhưng mà con cua lại nhỏ vậy đó, dưới phần nó bị người sưng muối đó, chứ hỏng con thay chắc chồng con thay toàn chấu với sơ dừa không á, nó không rút cái cây đó nên giờ con phải làm lại tàn cũng luôn cô chú, tàn bằng cái bàn tròn mình á, thấy gì chứ bàn tròn. Hai cây này là nó cao quá, gió ngã gãy rễ luôn cô chú ơi. À, hai cây đó nữa con để trồng lại dưới đất, trồng lại giống như cái này cô chú để chơi đó. Cái này cây năm ngoái của con nè mà tàn nó có này nè cô chú thấy không, tàn khủng khiếp không, người ta hỏi tôi biết nhiều quá còn không bán đâu cô chú, để lấy bò để cho người ta bò chơi vậy đó. Thì sao vừa chứ măng gơm này cũng chắc nè, tại nhà hết trơn nè, xuống ha bao luôn, củ máy làm gì có cây giống gì dễ gì có đâu cô chú ơi. Bây giờ con hai phân rồi chắc con không giao lưu nữa đâu nha cô chú, con không giao lưu nữa nha, đợi đây đợi khách ta đi nghe bán lẻ lẻ chơi, không giao lưu nữa, giao lưu là lỗ mà không ai mua chứ, giờ bán lẻ. Nó héo nè cô chú, chú thấy nó rủ lá không, nó cắt gì mà không rủ sao được, nhưng mà khoảng chừng nửa tháng nữa là nó sẽ cúng tược ra, nó sẽ xanh lại nha cô chú. Vô luôn có cũng mốt mà không ai chốt chứ, điện thì quá trời luôn mà không ai chốt chứ, thì giờ con thay phân rồi thì không có vô luôn nữa luôn, để lại bán lẻ cho ai tới đây mua lẻ lẻ bán lẻ chơi. Mọi chú mua phôi về ghép đi. Con ghép này thật sự là bỏ công bỏ vốn rất là nhiều luôn, không ít đâu cô chú. Nghe bông nè, củ máy làm gì có cây giống gì cô chú, không có đâu, con củ mốt mà làm gì có cây gì, không phải con nói là con trách thần nha cô chú, nhưng mình cảm thấy mình bán rẻ mà không ai mua, nó mấy tức á, người ta bán giá cao mà người ta bán được mà mình bán rẻ mà không ai mua, mình thấy tức cho mình á. Cây này như gì mà củ mốt làm gì có cô chú, ở cái phôi không cô chú, kiếm củ mốt thử có không, dễ gì có cô chú, không chỉ là cái dân tàn này đó. Thì bù qua sức lại bán, bù qua sức lại mà đúng cô chú ha, tàn khủng khiếp làm rất là lâu rồi chứ không phải mau đâu cô chú. Đây cô chú nhìn nè cái bo nè, con ghép năm ngoái năm nay cô chú heo có heo dõi cái kênh con thì cô chú cũng thấy rồi đó, đó. Năm ngoái năm nay mình bo nè bọn về nè cô chú ha, chà bá luôn đó. Cũng nè cô chú hai phân lại thì chắc hẹn cô chú 30/4 nha, 30/4 con sẽ lên clip cho cô chú xem cái cây dàn cây của con nó sẽ ra sao nha, thì cái này con cũng hướng dẫn là đúng 5 ngày sau cô chú kích rễ vô nha, kích rễ vô 5-6 ngày cũng được, cũng không cần thiết đâu, mình kích 5-6 ngày mình kích cũng được, kích rễ cho bụi rễ nó bao phát triển thôi và không sao. Đến đây thôi, con cũng xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại cô chú ngày gần nhất nha, làm clip tiếp nha, xin chào.